Cô là một nữ thợ săn, đã bỏ ra 10 lượng bạc để cưới được Tiêu Truy. Hắn là công tử nhà quan lớn bị lưu đày. Nếu nói về ưu điểm của hắn, thì chính là dung mạo tuyệt sắc, vô cùng xinh đẹp. Sau khi thành thân, cô không cho hắn về nhà mẹ đẻ, còn ngày ngày ép hắn sinh con với cô. Nhưng về sau, hắn lại khôi phục thân phận công tử nhà quan. Hắn hỏi cô, A Tú, chúng ta về kinh thành được không? Cô ôm bụng hỏi hắn, vậy con chúng ta vẫn mang họ của ta chứ? Ngày Tiêu Truy đến làng, 10 dặm 8 thôn đều chấn động chỉ vì chàng quá mức tuấn tú. Làng cô chẳng phải chưa từng gặp người đẹp, làng này đã tồn tại hàng trăm năm làm nơi lưu đày, cứ cách vài năm lại có một đợt công tử tiểu thư từ gia đình quyền quý bị đẩy tới đây. Họ mới tới, dù đường xa mệt mỏi, nhưng chưa bị tháng năm làm hao mòn, dung mạo vẫn rất tốt, nhưng Tiêu Truy lại đẹp vượt xa những người khác. Từ ngày đó, cô đã để mắt tới chàng. Cô nói với trưởng làng, A Gia, nếu nhà họ Tiêu muốn bán chàng, ta nguyện bỏ ra 10 lượng bạc. Triều đình nhân từ, 3 năm trước đã cho phép người bị lưu đày kết hôn với dân lành, nhưng nhà ai đứng đắn thì không dám, ai biết sau này có bị liên lụy không. Chỉ có người thực sự có vấn đề, không lấy được vợ chồng, mới bỏ tiền sính lễ, giống như mua đứt, nhất là đàn ông, chỉ có nhập trạch mới có người mua. Họ sau này phải làm khổ dịch ngày đêm, bán con lấy tiền bạc là điều tốt cho cả hai bên, ban đầu có thể cảm thấy nhục nhã, nhưng bán mãi rồi cũng quen. Trưởng làng kinh ngạc ngẩng đầu, 10 lượng nhiều vậy, bỏ hết rồi con còn lại gì? Làng lưu đày này, có chút tài sản thì không ở lại, bình thường 1-2 lượng bạc đã là nhiều rồi. Cô đáp, chàng quá đẹp, ta sợ có người giành mất. Cha cô trước khi chết chỉ có một nguyện vọng, là cô phải cưới được người chồng đẹp nhất. Ông nuôi cô, toàn bộ tài sản cũng phải thỏa mãn nguyện vọng này, nếu không gặp được người đẹp như vậy lần nữa không biết phải chờ bao lâu. Cô nghĩ những người mới đến, phải chịu khổ một chút mới chịu hạ mình, nhưng không ngờ ngày thứ ba trưởng làng đã tìm cô. Ông nhíu mày nói, nhà họ Tiêu tuy chưa nói bán chàng, nhưng hiện có một cơ hội, con qua ngay có thể mua được. Cô mang bạc đến, mới biết là cơ hội gì. Bà lão nhà họ Tiêu bệnh, cần tiền chữa trị, cháu gái lớn hiếu thảo, tự nguyện bán mình cho một ông quá vừa xấu vừa già. Nhưng giờ không bán được nữa, ông Hoàng ở thành nhìn chúng cháu gái nhỏ nhà họ, mới 12 tuổi, đó là sở thích của ông ta, trong nhà không có thê thiếp nào sống qua 16 tuổi, ai cũng biết. Nhà họ Hoàng giàu có ở thành này, nơi nghèo hẻo lánh này, ai dám chống lại nhà giàu, họ phát tiếng không cho nhà khác mua người nhà họ Tiêu, muốn ép họ chỉ bán cô bé. Trưởng làng lòng tốt, thông báo cho cô sống nhờ săn bắn, người khác không bắt được cô. Nhà họ Tiêu quả là đại gia tộc, nam nữ tụ tập rất đông. Một người phụ nữ gầy gò ôm một cô bé, vẻ mặt lạnh lùng nói, đại nha đầu các ngươi có thể bán, nhưng muốn bán lục nha đầu, ta sẽ cùng nàng đập đầu chết. Bên cạnh một người phụ nữ hơi mập khóc như diễn kịch, đại tẩu, chẳng phải đại cô nương bán không được sao. Cả nhà ta bị ngươi liên lụy, mẹ bệnh sắp chết, ngươi còn nắm chặt lục nha đầu không buông, muốn bất hiếu sao. Nghe vậy, người phụ nữ lo lắng nhìn vào trong phòng, chắc là có người bệnh, chỉ trong chốc lát, đứa trẻ bị người nhà họ Hoàng giành lấy. Hắn ném qua một thỏi bạc nói, đưa cô nương về phủ sẽ ăn ngon mặc đẹp, phu nhân đừng lo, lão gia chúng ta rất thương người. Cô bé đưa tay chạm vào mẹ, khóc xé lòng, mẹ, mẹ, con không muốn đi, cứu con với. Tiêu Truy lúc đó cầm gậy xông vào, chỉ vào người đó nói, ngươi thả em gái ta ra, không thì ta không khách sáo. Đáng tiếc tay cầm gậy của chàng cũng đang run, nói ra như gãi ngứa, chỉ khiến đối phương cười khinh. Thấy mắt chàng đỏ lên muốn xông vào, cô nhấc chân đá vào đầu gối người đó, giành lại đứa bé. Nhà họ Tiêu lúc đó mới phát hiện cô. Người nhà họ Hoàng giận dữ, con nhãi từ đâu tới, dám quản chuyện nhà họ Hoàng. Cô đặt bạc xuống nói, ta đến mua người, ai quản chuyện nhà ngươi. Người phụ nữ gầy gò nhìn cô hỏi, ngươi cũng muốn mua lục nha đầu, mua về làm gì? Cô trả lại đứa bé, chỉ vào Tiêu Truy, ta muốn mua chàng, ta thiếu một phu quân, ta muốn cưới chàng. Một tiếng cạch, cây gậy trong tay Tiêu Truy rơi xuống đất, chàng không tin nổi nhìn cô. Người phụ nữ mập lại gào lên, cưới phu quân, không phải nhập trạch sao? Đại tẩu, Truy Nhi là con trai ngươi, là dòng dõi nhà họ Tiêu, sao lại bán con trai không bán con gái, ngươi mau thả tay để họ đem lục nha đầu đi. Mặt mẹ Tiêu Truy cuối cùng lộ vẻ đau khổ, nhìn qua lại giữa chàng và cô bé, như đang đưa ra quyết định khó khăn. Trước khi bà mở miệng, Tiêu Truy giật lấy bạc trên bàn nói, ta đi theo ngươi. Mẹ, dù sao con cũng là người vô dụng nhất nhà này, đại tỷ còn có thể giúp mẹ giặt giũ nấu nướng, đừng bán nàng, cũng đừng bán tiểu muội. Chàng nói ra rất thoải mái, nhưng người chàng run rẩy hơn cả lúc trước. Rất đẹp, rất vô dụng, cô rất hài lòng. Nhưng chàng nói không quyết định được, đại phu nhân nhà họ Tiêu có đôi mắt rất sắc, bà nhìn cô hồi lâu, chỉ nói một câu, muốn mua con trai ta được, nhưng phải mang cả lục nha đầu đi, ta mới bán.
rõ ràng bà lo người nhà họ Hoàng sẽ trở lại. Mặc dù bọn cô đều quen nói mua người, nhưng người bị lưu đày không thể mua bán, chỉ có cưới hỏi, nhập trạch, giải oan và đại xá mới có thể ra ngoài. Bà tin cô có thể làm được, cô thực sự có thể làm được. Nhà cô dù chỉ còn mình cô sống, nhưng trong nghĩa trang còn có một người chết. Cha cô cả đời không lấy được vợ, chết rồi có một người bầu bạn cũng là tốt. Cô hỏi bà, dù phải gả nàng cho người chết cũng được sao? Tiêu đại phu nhân cười, người chết thì có gì không tốt, tình cảnh này chẳng phải gả cho người chết là an toàn nhất sao? Là người thông minh, đáng để giúp đỡ. Thế là cô dẫn hai người đi. Trưởng làng hành động rất nhanh, ngay trong ngày hôm đó họ đã nhập hộ khẩu vào nhà cô. Trước khi đi, vợ trưởng làng, bà Triệu còn đưa cho cô một cuốn sổ nhỏ. Bà nói sách rất quý, bảo cô đọc xong thì trả lại, nhà bà còn phải dùng qua nhiều thế hệ. Cô lật qua vài trang, không nhịn được mà cười, quả là một vật tốt. Tiêu Truy thu dọn hành lý rất nhỏ, dắt theo em gái, cẩn thận đi phía sau cô, như thể cô là một con hổ sẽ ăn thịt người, nhưng nhanh chóng họ đã dán sát vào cô. Vì họ nghe thấy tiếng hổ thật sự, cô bé tên là Tiêu Vân, nhỏ giọng hỏi cô, tỷ tỷ, chúng ta thật sự phải ở đây sao? Có bị ăn thịt không? Dáng vẻ ngoan ngoãn, khiến người ta không thể không trêu. Cô hạ giọng, có chứ, hổ rất thích những tiểu thư tươi ngon như các ngươi, vì vậy nương, bình thường ngươi tuyệt đối không được ra khỏi cửa. Nàng nhất thời không biết bị tiếng nương này dọa hay bị hổ dọa, mắt lại ngấn lệ. Tiêu Truy cũng sợ, nhưng vẫn che chở Tiêu Vân sau lưng, nói, thẩm cô nương, xin đừng dọa muội muội ta biết cô là người tốt, nhất định không thực sự muốn gả muội muội ta cho cha cô. Cô cười hừ hừ, buổi tối liền để Tiêu Vân bái đường với bài vị của cha cô. Tiêu Vân mặt tái nhợt, ôm bài vị trang trí bằng lụa đỏ, đối trời đất và mặt trăng lại ba lại, từ nay chính thức trở thành người nhà họ Thẩm. Còn Tiêu Truy, cô chói tay chân, bịt miệng ném lên ghế ngồi xem lễ, hôn lễ của cha cô, không cho phép ai quấy nhiễu. Cô bé khóc thảm thiết, cô vỗ vỗ đầu an ủi, thôi nào, cha ta là người tốt, ông sẽ đồng ý cho ngươi tái giá, khi ngươi tìm được nhà tốt, ta thay ông chuẩn bị của hồi môn cho ngươi. Nhưng cha cô cả đời không nói lời thừa, cô cũng vậy, đã nói gả thì nhất định phải gả. Tiêu Truy còn định gây sự, cô đập một cái vào cổ hắn, rồi ôm lên giường. Sáng hôm sau, hắn la lối, Thẩm Tú, ngươi bắt nạt trẻ con thì có gì hay ho, có gan thì đối mặt với ta. Xông ra, lại thấy em gái mình đang ăn ngấu nghiến nói với hắn, nhị ca, có cháo trắng, nấu từ gạo ngon, mau lại đây, ngọt lắm. Tiêu Truy nuốt nước bọt, nhìn cô một cái, rồi cúi đầu bưng bát cơm lên, để ta ăn no rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Người bị lưu đày đều như vậy, bất kể ngày xưa ăn sơn hào hải vị gì, trên đường chỉ cần không phải thức ăn thối là đã gặp được sai dịch tốt, có bát cháo trắng là ngày thần tiên. Thực ra trong làng cũng vậy, lương thực tốt chỉ nhà giàu mới ăn vào dịp lễ. Tiêu Vân hiểu chuyện hơn cô tưởng, cũng biết thức ăn này không phải ngày nào cũng có, nàng ăn no rồi mãn nguyện hỏi cô, hôm nay là ngày tốt gì sao? Ăn ngon như vậy, cô nhìn Tiêu Truy, hôm nay là ngày ta thành thân, đương nhiên phải ăn ngon, đợi chút, chưa còn có thịt thỏ kho. Tiêu Truy đang ăn miếng cuối, nghe xong liền bị sặc, ho dữ dội, ngẩng lên nhìn cô một cái, rồi lại nhìn cái bát trống, có chút không tình nguyện nhưng lại phải chấp nhận mà cúi đầu. Nhà họ Tiêu giáo dưỡng không tệ, không phải người thất hứa, dây thừng hôm qua không cần dùng nữa. Đồ cho hôn lễ đã chuẩn bị sẵn, cha cô từ khi cô 12 tuổi đã bắt đầu dành dụm sính lễ. Ông không giỏi kiếm tiền, một năm chỉ tiết kiệm được chút ít, cô thường thắc mắc, tiền mua cô ông lấy đâu ra mà đủ. Cha cô rất xấu, xấu đến mức đi trên đường làm trẻ con khóc thét. Trước 13 tuổi ông đã đọc vài cuốn sách, nhưng đến nơi này, dĩ nhiên là do nhà tan cửa nát. Người khác nói vài cuốn sách đó làm hỏng đầu óc ông, quá lẩm cẩm, không biết uyển chuyển, lại nhát gan, ngay cả trẻ con vài tuổi cũng dám ném đá vào ông. Vừa xấu vừa không kiếm được tiền, dù sau này được đại xá, ông thoát tội, cũng không ai muốn gả con gái cho ông. Cái bộ dạng đó, ai biết sẽ sinh ra đứa trẻ xấu đến mức nào, con gái tôi không thể gả cho người như thế. Xấu thì cũng được, nhưng phải có sính lễ, đằng nay cha mẹ chết sớm, ông ta lại nhút nhát, tự mình còn không nuôi nổi. Cha cô nghe những lời đó, co ro trong góc, làm những việc bẩn thỉu, nặng nhọc nhất, từng chút một dành dụ bạc. Bởi vì trên đời còn có người yêu thương ông, cha mẹ ông đã yêu thương nuôi nấng ông, cuối cùng chỉ để lại cho ông cái họ Thẩm này, ông muốn duy trì cái họ này. Nhưng ông không biết kiếm tiền, đến khi dành dụm được một ít bạc, đã là ông lão 50 mấy tuổi, nhìn những cô gái có thể làm cháu mình, lặng lẽ từ bỏ ý định mua vợ. Thế thì mua một đứa bé trai, đổi họ thành Thẩm, nhà họ Thẩm vẫn còn có hương khói, sau này có người nhớ đến tiết Thanh Minh mà thắp hương cho cha mẹ ông là đủ. Nhưng nguyện vọng nhỏ như vậy, ông cũng không thể tự thỏa mãn. Năm đó kẻ khốn kiếp cho cô máu xương thua bạc,
800 văn liền bán cô cho kỹ viện rẻ mạt nhất trong thành. Cô đứng trên con đường nhỏ, cắn chặt cánh tay kẻ khốn kiếp, máu thịt lẫn lộn cũng không buông. Cha nói cô không khóc, ánh mắt còn khiến người ta đau lòng hơn cả khóc. Ông nói ông chỉ quen đi đường nhỏ, nên mới thấy cảnh đó. Thấy rồi, chân ông không bước nổi nữa, số bạc đó liền dùng để mua cô. Cô luôn cảm thấy may mắn vì diện mạo cô chỉ bình thường. Nếu đẹp, năm đó cha muốn mua cô cũng không mua nổi. Nhưng cha lại có chấp niệm về diện mạo, ông cả đời vì dung mạo mà chịu khổ, nên nhất định phải tìm cho cô một người chồng đẹp nhất, sinh đứa con đẹp nhất. Lời này là cô nói với ông khi cô 12 tuổi, ông thường thở dài trước bài vị của ông bà nội, còn cô đã bắt đầu đi khắp nơi kiếm tiền, mở rộng tầm mắt. Cô nói với ông, cha, con gái thì sao, con gái cũng có thể cưới chồng mà, làng bên năm ngoái chẳng phải vừa mua một người đàn ông nhập trạch sao. Cha cô lập tức tỉnh ngộ, vui mừng đến nỗi mặt mũi đầy nếp nhăn, từ đó đắm chìm trong việc dành dụm sinh lễ cho cô, muốn cô cưới được người đẹp nhất. Cô hài lòng nhìn cái khăn che trên đầu Tiêu Truy, bức tranh uyên ương hí thủy này là cha cô chọn, là món sinh lễ cuối cùng ông để lại cho cô. Bước chân của Tiêu Truy có chút lẻ loi, nhưng vẫn theo sự dẫn dắt của cô mà bái thiên địa và bài vị của cha cô. Cô không để Tiêu Vân ngồi ở vị trí mẫu thân. Dù sao sau này chàng cũng là phu quân của cô, cha nói người mình cưới thì phải tự thương, việc bái muội muội này bỏ qua, sau này cô và chàng ai làm việc nấy. Khi vào tân phòng, Tiêu Vân không có ở đó, dưới ánh nến mờ, cô nhấc khăn che của chàng, trên mặt chàng cuối cùng cũng có chút bực bội. Ta biết ta là nhập trạch, nhưng có nhất thiết phải làm nghi thức này nam nữ đảo ngược như vậy không? Lại còn trước mắt muội muội ta. Cô ngồi bên giường nói, nhà ta làm việc công bằng nhất, hôm nay ngươi đội khăn che, sau này trách nhiệm nuôi gia đình là của ta, ngươi chỉ cần lo việc nhà là được. Chàng nhìn cô với ánh mắt càng thêm tức giận, buông xuôi nói, được rồi, dù sao đi đâu ta cũng là kẻ vô dụng nhất, vậy đêm động phòng hoa trúc tối nay ngươi tự làm đi. Cô nhìn thân hình cao ráo của chàng, cổ họng nhấp nhô, cuốn sách nhỏ bà Triệu đưa ban ngày cô đã lật xem kỹ, quyết tâm sinh con đã gom lại đầy một giỏ, nếu chàng không phản đối, vậy còn chờ gì nữa. Cô đè chàng xuống, cúi đầu ngửi một chút, là mùi rất thanh mát, một tay kéo rơi màn giường, một tay gỡ bỏ y phục vướng víu. Người dưới thân cuối cùng cũng có phản ứng dãy ruộng, nhưng tiếc là sức mạnh của thợ săn là nhiều nhất, chỉ vài cái đã khiến chàng mềm nhũn trong nụ hôn của cô. Động phòng hoa trúc rất tuyệt, như mật ong cắt từ tổ trên núi, ngọt ngào và mê hoặc. Tiêu Truy có lẽ cũng hài lòng, ít nhất sáng hôm sau là chàng dậy sớm làm bữa sáng, dù cháo có chút khê, nhưng chung quy cũng là khởi đầu tốt. Ngày thứ năm sau hôn lễ, cô dặn dò họ không ra ngoài, mang theo cung tên vào sâu trong núi. Vì diện mạo xấu xí, cha cô không thích đám đông, từ khi cô phát hiện mình có sức mạnh lớn, rất phù hợp để kéo cung tên, việc kiếm tiền trong nhà chủ yếu là do cô, nên cô quyết định đặt nhà ở trong núi. Những năm cuối đời của cha, cô để ông sống rất yên tâm, thực ra cô và ông không có gì hối tiếc, dù sao khi cô gặp ông đã già rồi. Ông ra đi vào một buổi trưa, vào mùa đông, bữa tối cô hấp thịt khô cho ông, kèm theo chút rượu nhỏ, ăn no uống đủ ngồi ấm bên bếp lửa, rồi không bao giờ mở mắt nữa. Không bệnh không đau, là phúc, chỉ là quá đột ngột, đôi khi nhìn căn nhà chỉ còn lại mình cô có chút nhớ ông. Giờ nhà lại đầy người, có sinh khí là phải có lương thực, phần lớn số bạc của cô đã đưa cho nhà họ Tiêu, phải nhanh chóng tích trữ đủ đồ cho mùa đông trước khi tuyết phong núi. Người ta nói dựa núi ăn núi, người làng cũng không ngốc, thỏ rừng gà rừng ngoài rìa luôn bị săn hết nhanh nhất, muốn tìm được con mồi tốt, phải vào sâu trong núi. Nghĩ đến mấy bộ y phục mỏng manh trong hành lý của họ, lại nghĩ đến giá bông năm nay, lần này cô lại vào sâu hơn một chút, may mắn gặp được một con hoãng ngốc. Thịt hoãng thơm ngon, cũng bán được giá, chỉ là khi về vận may không tốt, gặp phải một con sói, cô căng cung, giữ cảnh giác nhìn nó, tìm cơ hội trèo lên cây, vẫn bị nó cào một vết. Khi về đến nhà, Tiêu Vân ban đầu chạy ra đón cô như thể muốn khoe khoang, nói anh nàng làm cơm bị khê, nàng cứu được, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên tay cô, mặt nàng thay đổi, nước mắt tuôn rơi. Ngươi bị làm sao vậy? Nhị ca, nhanh ra đây, thê tử của huynh bị thương rồi. Cô không để nàng gọi cô là chị dâu, nàng liền gọi cô là thê tử nhị ca. Tiêu Truy nghe thấy tiếng gọi, còn cầm bát chạy ra, nhìn thấy vết thương của cô, không nói một lời, cúi đầu đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, chàng mang theo một nắm thảo dược trở lại, lẩm bẩm, ngươi nói ngươi nuôi gia đình, ta tưởng ngươi lợi hại lắm, kết quả mới một ngày đã bị thương, thật giỏi. Vừa nói vừa kéo cô vào phòng, cởi áo khoác bôi thuốc cho cô. Cô nhìn những thảo dược đó hỏi, ngươi biết y thuật? Làm thợ săn nào mà không bị thương, kim thương dược quá đắt, cô học đại khái mấy loại thảo dược cầm máu, vừa hay đều có trong số thảo dược chàng hái về. Mặt chàng lập tức xịu xuống, không biết, thứ làm mất mặt nhà họ Tiêu như thế ta không biết, được chưa?
Những ngày này bọn cô đều đang nghiên cứu sinh con, chàng đối với cô thân cận không ít, vừa phát hỏa, cô nhìn chàng không hiểu, chàng cũng nhận ra thất thố, nói một câu chàng đi lấy nước rồi ra ngoài. Thê tử nhị ca, tỷ không thể nói với huynh ấy về việc học y. Ngoài cửa, cái đầu nhỏ của Tiêu Vân thò vào, vẻ mặt lo lắng nhắc nhở cô, rồi như đổ đậu, kể hết mọi chuyện về nhị ca của nàng. Thì ra mỹ nhân phu quân của cô còn là một kẻ nổi danh là công tử ăn chơi. Nhà họ Tiêu chúng ta là thế gia thanh lưu, đại ca 5 tuổi đã mở mang, 17 tuổi đỗ tiến sĩ, nhưng nhị ca lại khác thường, đọc sách không được vài câu, chỉ thích nghịch thảo dược. Năm huynh ấy 12 tuổi muốn lén bái viện trưởng thái y viện làm thầy, mẹ ta đã đánh gãy 3 cây gậy, đánh huynh ấy nằm trên giường nửa năm mới dập tắt được ý định đó. Nhưng huynh ấy thực sự không phải là người học hành, năm ngoái đã 18 tuổi, vẫn không đỗ nổi đồng sinh, tiểu thư mà mẹ chọn không ai chịu lấy huynh ấy. Nhị thẩm còn ngày ngày chê trách huynh ấy là con sâu ăn cơm trong nhà, bị người ta ghét truyền khắp kinh thành. Cô không hiểu hỏi, mẹ ngươi tại sao lại đánh hắn, biết y thuật chẳng phải rất đáng quý sao? Làng cô quá nghèo, ngay cả thầy thuốc chân đất cũng không ở lại, cô biết chút thảo dược đã khiến trưởng làng đối xử với cô kính trọng vài phần. Cô bé gãi đầu, kinh thành không giống nơi đây, học y tuy cũng có thể làm quan, nhưng đó là hầu hạ người khác, ta cũng không rõ, mẹ nói đó thuộc về hạng thợ, trong mắt người đọc sách là không vào hạng. Cô không nhịn được cười nhạt, nhưng nếu hắn học, ít nhất nhà ngươi không cần bán các ngươi để mời thầy thuốc, ngươi nói mẹ ngươi có hối hận không? Tiêu Vân mắt ngấn lệ, mẹ ta cũng không muốn bán chúng ta, ta kể cho ngươi những điều này là muốn ngươi sống tốt với nhị ca, sao ngươi lại bắt nạt người ta như vậy? Nói rồi, nàng lau nước mắt chạy đi, nàng chạy quá nhanh, Tiêu Truy đứng ngoài cửa nghe lén không kịp rời đi, ánh mắt chạm vào cô. Chàng ngập ngừng hỏi, Thẩm Tú, ngươi thật sự nghĩ học y rất đáng quý sao? Cô chỉ vào vết thương trên tay, ngươi xem, nó đã không còn chảy máu, vậy chưa đủ đáng quý sao? Từ ngày đó Tiêu Truy có chút khác lạ, trước đây cô bảo hắn giặt giũ nấu nướng, hắn làm không tình nguyện, nhưng giờ đều tận tâm sắp xếp, bất kể cô săn bê. Á, nờ về lúc nào, luôn có một bữa ăn nóng chờ cô. Cơm không còn bị khê, những kỹ năng như muối thịt mà dân núi cần cũng học rất chăm chỉ, ngay cả quần áo đôi khi cô bị rách, hắn cũng học theo Tiêu Vân vá cho cô. Thời gian còn lại, hắn dành hết trong rừng gần nhà, hái tất cả các loại thảo dược hắn biết, chế biến xong, cất trong túi. Tiêu Vân hỏi hắn làm gì, hắn cứng đầu nói, nàng chết thì không ai kiếm tiền, chẳng phải phải chuẩn bị chút thuốc để phòng ngừa sao. Cô cười lắc đầu, phu quân của cô chỗ nào cũng tốt, chỉ là miệng cứng quá. Một ngày nọ, cô vào thành bán thú rừng, thấy thuốc trong nhà tích trữ quá nhiều, liền mang một gói đến hiệu thuốc, nếu bán được, cũng coi như thêm nguồn thu nhập. Chủ hiệu thuốc thấy gói thuốc, mắt sáng rực, hỏi ngay, tiểu thư có hiểu dược lý không? Nhà có còn thuốc chế biến được như thế này không? Hiệu thuốc chúng ta đều thu mua. Cô nghi ngờ hỏi, gần đây thuốc thiếu thốn sao? Lưu đại phu không làm nữa. Thành Mạnh ở nơi hẻo lánh, khí hậu khắc nghiệt, không thì cũng không trở thành nơi lưu đày, nên dân cư ít. Vài năm trước có gia đình họ Lưu là thái y bị lưu đày đến đây, một thành phố có đủ thuốc dùng. Đó là quy định không thành văn của các làng lưu đày, có kỹ năng kiếm tiền, như thêu thùa, nhiều tiểu thư quan gia có tay nghề giỏi, sản phẩm của họ sẽ được quan phủ bao tiêu, mang đi các thành khác bán, đổi lấy cuộc sống lưu đày dễ chịu hơn, nhưng nếu bị phát hiện giao dịch tư nhân thì không có kết quả tốt. Như thái y là kỹ năng cứu mạng, thường có một người đến, người đó sẽ bị huyện thái gia bao chọn, tay nghề sẽ được hiệu thuốc có tiếng nhất nắm giữ. Chủ hiệu thở dài, không nói sao, ông ấy may mắn được triệu hồi, tháng sau sẽ về kinh, nơi này thế đơn lực bạc, thái y là mặt hàng hot, lần sau đến thành chúng ta còn không biết là khi nào. Cô gật đầu, đại chiêu đông tây nam bắc đều có nơi lưu đày, thái y là thứ khan hiếm, phải tranh giành. Nhưng nhìn sự hài lòng của chủ hiệu với dược liệu, có lẽ đây là cơ hội của Tiêu Truy, cô giơ năm ngón tay, nhà còn 5 gói dược liệu thế này, nếu ông muốn chúng ta có thể tiếp tục làm, chỉ là không biết giá cả thế nào. Chủ hiệu vui mừng nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi nói, thế này, chúng ta tính theo loại dược liệu. Loại thường ta thu 15 văn một cân, loại hiếm hơn thì 20 văn, còn loại quý hiếm thì lúc đó tính giá riêng, thế nào? Cô không biết cách phân loại dược liệu hiếm, nhưng gói thuốc mang đến chắc chắn đổi được 100 văn, ngang giá 2 con thỏ, gạo lứt 4 văn một cân, đủ nuôi 3 người bọn cô nửa tháng. Khi về, ngoài bông và vải, cô còn tiện tay mua cho Tiêu Vân vài bông hoa cài đầu, cô bé 12 đến 13 tuổi. Xinh đẹp một chút thì sẽ đẹp hơn. Nàng vui vẻ cảm ơn cô chỉ vào Tiêu Truy, cảm ơn cả nhị ca ngươi, thuốc của hắn cũng đã bán được, sau này nhà có thêm thu nhập, ta mới mua được vài bông cho ngươi. Tiêu Truy mặt vui mừng, thật sự bán được, ta cũng kiếm được tiền rồi sao? Cô đưa hắn 100 văn, cầm lấy, lần đầu kiếm được tiền, làm kỷ niệm. Lần đầu cô kiếm được 1 đồng tiền, cũng rất vui,
cha cô giúp cô sâu lại, đeo quanh cổ. Tiêu Truy chọn kỹ một đồng mà hắn thấy đẹp nhất, đưa phần còn lại cho cô, săn bắn quá nguy hiểm, sau này để ta nuôi gia đình. Cô cười, ngươi tưởng hái thuốc không phải vào rừng sao, nhà ta là chỗ ta tìm lâu mới thấy an toàn, ngoài quanh đây các ngươi không được đi đâu, bị sói cắn ta cũng không tìm lại được. Lời thật ngây thơ, nhưng đủ làm ấm lòng người. Tiêu Truy còn định nói, Tiêu Vân đã mở miệng trước, bông hoa này đẹp quá, muốn tặng đại tỷ một bông, nhị ca, ngươi nói mẹ sẽ không bán đại tỷ nữa chứ. Ánh mắt Tiêu Truy tối sầm, quay sang hỏi cô, ta muốn về thăm họ, được không? Thời gian ở cùng nhau, cô đã biết tình hình nhà họ Tiêu, họ bị liên lụy bởi đại ca tài năng xuất chúng. Nhà họ Tiêu có 3 phòng, họ là đại phòng, nhà có 4 đứa con, chỉ có đại tỷ là con của thiếp. Khi giàu có, Tiêu đại phu nhân không đối xử tệ với nàng. Tiêu Vân còn lớn lên theo nàng, nhưng khi gặp khó khăn, nàng trở thành người dễ bị bỏ rơi nhất. Phần lớn tình thân là vậy, dù tàn nhẫn, cũng là thường tình. Tiêu Truy và Tiêu Vân luôn nhớ về họ, nhưng cô không muốn họ quay lại. Ánh mắt của Tiêu đại phu nhân trước khi đi khiến cô cảm thấy bất an, như thể cô là kẻ cướp, bà sẽ có ngày lấy lại những gì bị cướp. Cô ậm ừ nói, ra khỏi núi không tiện, để ta đi một chuyến thay các ngươi, mang theo chút bạc. Tiêu Vân liếc nhìn sắc mặt cô, đưa hoa cài đầu cho cô, vậy ngươi mang cái này cho đại tỷ, tỷ ấy thích màu vàng nhạt nhất. Tiêu Truy cũng nhìn cô một cái, không vui cầm mũi tên của cô ra sân. Khi cô đuổi ra, chàng đang kiên nhẫn mài đầu mũi tên, vừa mài vừa càu nhàu, ta dù nhập trạch, cũng không phải bán mình cho nhà ngươi. Về nhà một chuyến cũng không được, ít ra để ta ra ngoài kiếm tiền chứ. Ngươi thật coi ta là nữ nhân sao? Phụ nữ thì sao? Ta 12 tuổi đã bắt đầu nuôi gia đình, nhà ta không có truyền thống kỳ thị ai. Trước đây không biết tài nghệ của ngươi, để ta nghĩ thêm cách ổn thỏa. Ngươi chạy không nhanh, vào rừng hái thuốc quá nguy hiểm. Chàng ngẩng đầu nhìn cô một lúc, đánh giá lời cô nói thật giả, rồi đột nhiên nheo mắt hỏi, Thẩm Tú, tại sao ngươi đến nhà ta mua ta? 10 lượng bạc đối với người dân thường không phải ít. Cô cười, sờ mặt chàng, vì ngươi đẹp, phu quân. Nhà không có gương, nhưng ta có thể lấy chậu nước cho ngươi soi. Mặt chàng lập tức đỏ bừng, gạt tay cô ra nói, không biết xấu hổ. Lại nghĩ ra điều gì, lo lắng nói, ngươi đi gặp mẹ ta là được, những người khác, nhất là đàn ông thì đừng gặp. Ánh mắt họ hẹp hòi, bị người khác mê hoặc, với số tiền ngươi kiếm được, không nuôi nổi người thứ hai đâu. Này, đầu mũi tên mài xong rồi, mũi tên sắc bén bắn trúng con mồi cũng dễ hơn. Bảo bối bảo mệnh mà không chú ý, còn để ta phải kiểm tra hàng ngày. Cầu nhau, thật giống cha cô khi còn sống. Cô mang đến nhà họ Tiêu một miếng mỡ heo lớn, tóp mỡ có thể làm món ăn, mỡ heo cũng giúp họ qua mùa đông tốt hơn. Nhị thẩm của Tiêu Truy nuốt nước miếng, không chần chừ mang ngay vào bếp. Đại tỷ của Tiêu Vân vẫn còn đó, chăm chỉ làm việc, nhìn hoa cài đầu cô đưa mà mắt đỏ hoe. Đợi họ đi rồi, cô mới đưa tiền cho Tiêu đại phu nhân nói, đây là số tiền Tiêu Truy kiếm được từ việc chế biến thảo dược. Lần đầu kiếm tiền, đương nhiên phải đem về hiếu kính mẹ ruột. 4 chữ chế biến thảo dược, cô nhấn mạnh, muốn bà hối hận vì quá khứ. Bà chỉ cảm thán sờ tiền, ánh mắt sắc bén nhìn cô nói, thẩm cô nương thương yêu Truy Nhi như vậy, sau này dù có gì thay đổi, cũng không để hắn khó xử. Lòng cô trùng xuống, cảm giác bất an lại dâng lên, đặc biệt là khi nhìn thấy đại ca của Tiêu Truy. Đó là người muốn thu lại sự sắc bén cũng không được. Hắn còn đẹp hơn Tiêu Truy, nhưng người ta nhìn thấy hắn lần đầu sẽ không nghĩ đến từ đẹp, mà là nguy hiểm. Tiêu đại phu nhân thấy hắn xuất hiện, ánh mắt hoảng loạn, không đồng ý nói, Sách Nhi, cần gì để nàng thấy con, dù sao cũng chỉ là một đoạn duyên ngắn. Hắn lại cười, nhị đệ luôn mềm lòng, nàng thương yêu nhị đệ thế này, đệ tức của nàng sợ rằng không thể không nhận, chi bằng để nàng chuẩn bị trước. Nói rồi, hắn nhìn cô nói, thẩm cô nương, thời gian này nhờ ngươi chăm sóc nhị đệ nhị muội, sau này sẽ có ngày tốt đẹp chờ ngươi. Đầu óc cô đã tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt Tiêu Sách, lạnh lùng hỏi, Tiêu phu nhân, bà có từng nghe đến một loại người gọi là gian phụ. Người bị lưu đày tại sao thảm, ngoài khổ dịch và mất tự do, còn vì họ có quá nhiều thứ nơi đất khắc nghiệt không có, tài năng, kỹ nghệ, kiến thức và dung mạo, nhưng lại mất đi thân phận bảo vệ mình. Những thứ trước cùng lắm bị bóc lột, may mắn sẽ được thu nhận, nhưng duy nhất dung mạo là bi kịch hoàn toàn. Từ khi được phép kết hôn, trong thành xuất hiện một loại người gọi là gian phu hay gian phụ. Họ dùng thân phận lương dân cưới những nam nữ đẹp ra ngoài, rồi chuyển nhượng cho lầu xanh, kiếm được món hời lớn. Một số gia đình trước khi bị lưu đày có tin tức biết việc này sẽ giấu những người đẹp đi. Nhưng từ năm kia có một nam một nữ nổi tiếng ở Giang Nam, việc giấu đi cũng không được. Họ sẽ lén vào nhà xem xét, dung mạo quá đẹp, dù không muốn bán cũng ép phải bán, như huynh đệ Tiêu Truy vậy. Ngày Tiêu Truy đến làng rầm rộ như vậy, cô tưởng họ không biết,
nhưng giờ nhìn rõ mặt Tiêu Sách, nhớ lại ngày vào làng, hắn làm mình bẩn thỉu không ai để ý. Họ dùng Tiêu Truy làm mồi, để không ai chú ý đến Tiêu Sách xuất sắc hơn, tập trung vào Tiêu Truy. Nếu không phải Tiêu Vân gặp chuyện trước, cô đến sớm và đúng lúc. Nếu cô không sống trong núi sâu mà ngay cả trưởng làng cũng không biết rõ vị trí nhà cô. Tiêu đại phu nhân hiểu câu hỏi của cô, vẫn giữ mặt không đổi sắc nói, Vân Nhi là nữ nhi, bị giày vò sẽ không có đường sống. Sách Nhi giỏi mưu lược có thể đưa chúng ta về kinh, chỉ có hắn dùng được. Ta không chỉ là mẹ của một mình hắn. Bà trọng con trưởng, nhưng chỉ có Tiêu Truy đứng giữa, chỉ quan trọng hơn chút so với đứa con gái thiếp sinh. Đứa thứ hai bị đem ra hy sinh. Đã vậy họ cho rằng hắn không quan trọng, thì để hắn lại cho cô. Trong đầu cô đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, rồi không kìm chế được mà lan rộng. Cô muốn giữ Tiêu Truy lại. Cô hiểu ý của mẹ con họ. Kế hoạch của Tiêu Sách đã thành công, họ sắp có thể về kinh. Họ muốn đưa Tiêu Truy đi. Nhưng dựa vào gì chứ? Đó là phu quân cô mua, là người của nhà họ Thẩm cô. Tiêu Sách cũng hiểu sắc mặt cô, hắn cười nhạt nói, Thẩm cô nương, ta lợi dụng nhị đệ, nhưng ngươi không nghĩ rằng sự an toàn những ngày này là nhờ mình sao? Hắn nói nhẹ nhàng, nói rằng hắn chỉ muốn lợi dụng Tiêu Truy để tranh thủ một tháng thời gian mưu tính. Dù trong một tháng đó thực sự xảy ra sự cố, sau khi thành công hắn cũng có thể đưa Tiêu Truy trở lại. Trong nửa năm qua, thực ra có nhiều nhóm người đã đến tìm cô, muốn cô bán Tiêu Truy, đều bị hắn dùng kế đuổi đi. Hắn bình tĩnh nhìn cô nói, một bên là người thân và phú quý kinh thành, một bên chỉ có mình ngươi. Thẩm cô nương thực sự có nắm chắc giữ được hắn sao? Ừ, cô thật sự không nắm chắc. Nhưng không sao, Tiêu Sách không biết xấu hổ, cô cũng không cần nhiều. Từ xưa muốn giữ người thì phải giữ được lòng người. Cô đã thích sự ấm áp của Tiêu Truy, vậy phải nhân lúc hắn chưa biết có thể về kinh, làm cho hắn thêm quý trọng cô. Xoa tay, cô mang theo 5 túi thảo dược đến hiệu thuốc trong thành. Tiêu Sách nói đã đuổi hết đám người của Thanh Lâu đi rồi, vậy cô không cần phải giữ Tiêu Truy không cho ra ngoài nữa, có thể bàn thêm một giao dịch khác với hiệu thuốc. Tiểu thư mang thảo dược còn lại đến, thật tốt quá, sắp vào đông rồi, ta muốn thu mua nhiều loại thuốc trị cảm lạnh. Cô cười cắt ngang lời chủ hiệu, không vội, hôm nay ta đến để bàn một giao dịch lâu dài hơn. Số thuốc này là phu quân ta chế biến, hắn từng học qua một chút, tiếc là sau đó bị gián đoạn. Giờ ta muốn hắn tiếp tục, không biết chỗ ngài có nhận học trò không? Chủ hiệu nhớn mày, nhận thì nhận, nhưng con cháu nhà ta đã đủ rồi, còn chưa đến lượt người ngoài. Ồ, vậy con cháu nhà ngài, có ai chế biến dược liệu tốt hơn thế này không? Mọi việc đều cần thiên phú, ta nghĩ phu quân ta ít nhất cũng có thiên phú trong việc chế thuốc. Ta cũng hiểu lo lắng của ngài, thế này, trước khi học xong 2 năm, chúng ta làm không công cho ngài, sau này nếu xem bệnh cũng tại hiệu thuốc của ngài, ngài lấy 3 phần, ngài thấy sao? Y thuật quý báu thường truyền cho con cháu, nhưng cô vẫn nhớ ánh mắt kinh ngạc của hắn khi lần đầu thấy Tiêu Truy chế biến thuốc, thêm vào đó là công không, cô không tin hắn không động lòng. Quả nhiên, hắn sờ cằm suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu, lộ rõ vẻ gian thương, đã là người nhà, thì dược liệu không tính phí chế biến. Tính theo dược liệu sống, mỗi cân chỉ trả một nửa, đồng ý thì gọi phu quân ngươi ngày mai đến làm. Cô nhanh chóng đồng ý, cầm tiền vội vã về nhà báo tin vui cho Tiêu Truy. Hắn nhìn cô rất lâu, như muốn khắc cô vào trong mắt, rồi thấp giọng nói, cảm ơn nàng. Đây là lần đầu hắn gọi cô là nàng, cũng là lần hiếm hoi không dựng gai nhọn, dịu dàng biểu đạt tình cảm. Dù lúc này cô đã hiểu vì sao hắn luôn cứng miệng, đứa trẻ luôn bị hạ thấp và bỏ rơi, phải giữ chút tính khí để bảo vệ mình. Nhưng thế vẫn chưa đủ, cô còn muốn hắn không thể rời xa cô hơn nữa. Làm học trò không được xem bệnh, cô liền đi tìm trưởng làng. Người làng không có tiền, không thoải mái thì chịu đựng hoặc chữa trị bằng phương pháp dân gian, còn không bằng để Tiêu Truy, học trò miễn phí, xem trò. Hắn mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng, bận rộn quanh thành, quanh núi và làng. Thì ra vị Lưu Thái Y đó là người hắn từng muốn bái sư, họ chỉ còn một tháng tình thầy trò, hắn rất trân trọng. Khi những bàn tay gầy guộc của dân làng kéo hắn gọi là thần y, Bồ Tát sống, ánh mắt hắn sáng rực. Ngại ngùng nhưng không giấu được tự hào, chỉ là bệnh nhỏ thôi, ta còn chưa học xong, cách thần y còn xa lắm. Thật giống một đứa trẻ cuối cùng cũng được ăn kẹo. Đến khi tuyết lớn phong sơn, không thể ra ngoài nữa, hắn mới có thời gian dành cho cô. Tiêu Vân Chu miệng nói, các ngươi đều là người bận rộn, ngày nào cũng để ta ở nhà một mình, còn coi ta là trưởng bối không. Ngày tháng thật kỳ lạ, vừa đến còn không chịu nhận, giờ thì quen lấy danh nghĩa trưởng bối ép người. Tiêu Truy lấy ra một đôi khuyên tai bạc rất nhỏ, mới dỗ được nàng cười mà đi. Chỉ còn lại 2 bọn cô, hắn ngượng ngùng lấy ra một đôi khác, chủ hiệu ép giá. Đợi sau này học xong, ta nhất định mua cho nàng cả bộ trang sức. Cô cười hì hì, đè hắn xuống, đợi cái gì sau này, trang sức nào bằng ngươi đẹp, Tiêu Truy, chúng ta sinh đứa con đi.
Ngoài trời gió lạnh gào thét, trong nhà xuân sắc ngập tràn. Đến lúc cuối, cô thấp giọng hỏi bên tai hắn, nói, ngươi là người của ai? Hắn ngơ ngác nhìn cô, vô thức nói, Thẩm Tú, ta là của nàng. Vậy là cô yên tâm ngủ. Ông trời còn thương cô, hai ngày trước khi người nhà họ Tiêu đến, cô nôn mửa chóng mặt. Tiêu Truy bắt mạch, ngây người một lúc lâu mới lắp bắp nói, Thẩm Tú, nàng mang thai rồi, chúng ta sắp làm cha mẹ rồi. Ta thực sự sắp làm cha rồi. Hắn lúc thì đặt tay lên mạch của cô, lúc thì đặt lên bụng, cuối cùng không kiềm chế được mà úp mặt vào bụng cô nói, nghe xem, trong này có đứa bé. Cô hài lòng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, tốt, giữ hắn lại đã thêm một phần chắc chắn. Cô thắp nén nhang cho cha, cầu ông phù hộ cho cô toại nguyện. Cha con trong nhà, không cần giấu giếm tâm cơ, cô nói với ông, nếu thành, sau này nhà cô ba người sẽ lên mộ ông, nếu không thành, ít nhất cô giữ lại đứa con đẹp đẽ, nhà họ Thẩm cô không thiệt. Tiêu đại phu nhân dẫn Tiêu Sách đến vào ngày đầu tiên tuyết tan. Tiêu Truy còn đang vui mừng sắp làm cha, làm bữa sáng cho cô nên về trễ. Tiêu đại phu nhân nhìn tay hắn cầm cái muỗng, thản nhiên nói, các ngươi thu dọn, vài ngày nữa khởi hành, có thể về kinh rồi. Tiêu Vân Câu mẹ ơi vui vẻ nghẹn trong cổ, một lúc sau mới tỉnh táo kéo tay cô hớn hở nói, nhị ca thê tử, chúng ta có thể về nhà rồi, không cần tính toán từng đồng nữa. Khi về rồi, ngươi ở viện bên cạnh ta có được không? Cô không trả lời, quay sang nhìn Tiêu Truy. Hắn có chút mờ mịt nói, viện của ta ở nhà không lớn không nhỏ, theo lệ sẽ phân cho 8 nha hoàn, 8 tiểu tư, con sinh ra sẽ có nhũ mẫu, chi phí sinh hoạt hàng ngày do phủ chi trả. Mỗi tháng nàng còn có 5 lượng bạc tiêu vặt, cuộc sống như vậy, nàng thích không? 5 lượng bạc là số tiền cô phải chạy khắp núi, tránh sói, săn hươu trong nửa năm mới kiếm được. Quả nhiên phú quý như Tiêu Sách nói, cô chỉ sờ bụng hỏi hắn, dùng tiền nhà ngươi nuôi, còn giữ được đứa trẻ mang họ Thẩm không? Bọn cô giờ đã là phu thê ân ái, chuyện của cha đương nhiên cô sớm kể với hắn. Như thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hắn không còn mờ mịt, khẳng định trả lời Tiêu đại phu nhân, mẹ, con là nhập trạch, chỉ có thể theo vợ con, các người về đi, con không về. Hai chữ nhập trạch khiến Tiêu đại phu nhân đau đớn. Mặt bà cuối cùng cũng lộ ra cảm xúc, đau buồn nói, có phải nó đã nói gì với con không? Mẹ khi đó cũng là bất đắc dĩ, nhưng nếu có thể, con cũng là máu thịt của mẹ, mẹ thà là tự mình chịu khổ. Cô vội vàng lắc đầu với Tiêu phu nhân, chuyện đó cô chưa từng định kể cho Tiêu Truy, cô không muốn hắn biết mình lại bị bỏ rơi lần nữa. Tiêu Truy nghi hoặc nhìn bọn cô, đột nhiên cười, Thẩm Tú, ngươi đừng lắc nữa, ta ngốc thế này, không đoán ra mẹ họ lại làm gì sao. Trên đời này có lẽ chỉ có ngươi mới tốn nhiều tâm tư muốn giữ một kẻ vô dụng như ta. Hắn đã hiểu những gì cô làm trong thời gian qua. Cô đáp, ngốc thì sao, cha ta còn ngốc hơn, nếu không có sự nhát gan ngốc nghếch đó, ta cũng không muốn ngươi. Từ lần đầu gặp, cô đã biết hắn không phải là đại trượng phu trong mắt thế gian. Nhưng cô cần Tiêu Sách đại trượng phu làm gì, còn không đủ để hắn bán cô sao, cô chỉ thích kẻ ngốc này. Đã biết mình ngốc, làm đại ca thì giúp ngươi quyết định, về đi, dẫn Thẩm Tú cùng, họ Tiêu sẽ không làm nhục con ngươi. Từ khi bước vào chưa nói một lời, vừa mở miệng đã muốn quyết định tất cả. Tiêu Sách vung tay, bên ngoài lập tức xông vào nhiều hán tử cường tráng. Rõ ràng hắn ngay từ đầu đã không có ý định thương lượng, thật là một người độc đoán. Tiếc rằng cô cũng là người độc đoán, nhanh hơn bọn họ, cô dùng mũi tên chĩa vào cổ họng hắn. Tiêu đại nhân, sống trở về kinh thì những mưu đồ của ngươi mới có tác dụng, vì một đệ đệ mà ngươi cho là vô dụng, không đáng đâu. Tiêu Sách cười, dù sao ta cũng là đại ca hắn sẽ hận ngươi. Cô cũng cười, ta dù sao cũng là thê tử hắn, dỗ dỗ là sẽ ổn thôi. Hắn dường như không tin cô dám làm thật, vậy nên cô đưa mũi tên tiến thêm một chút, máu tươi chảy ra. Tiêu Truy vội vàng kêu, Thẩm Tú, chờ đã, để ta nói với hắn vài câu. Đại ca, ta hỏi ngươi, nếu ta theo ngươi về kinh, nhập trạch có còn tính không? Ta có thể học y không? Tiêu Sách cau mày, vẫn thành thực trả lời, không, nhà họ Tiêu không thể có nhập trạch, cũng không thể có y công. Có lẽ rất lâu sau có thể, nhưng hiện tại không. Những gì xảy ra ở đây, ta sẽ che giấu, nếu ngươi không đi cùng chúng ta chỉ có thể tuyên bố ngươi đã chết. Nghe có vẻ, hắn trở về kinh để làm một việc rất lớn, lớn đến mức cả gia tộc không thể có chút sơ hở nào. Việc như vậy, chắc chắn rất nguy hiểm. Cô nheo mắt, nảy ra một ý tưởng. Tiêu đại nhân, nghe ngươi mang chúng ta về kinh cũng chỉ thêm hai kẻ ăn bám. Chi bằng thế này, chúng ta bàn một vụ làm ăn, nếu thành công, có lẽ mọi người không phải khó xử. Tiêu Vân vội vàng nói, thê tử nhị ca, ngươi nói, ngươi mau nói, ngươi và đại ca thế này ta sợ lắm. Cô hạ cung, đi đến trước Tiêu Sách, đại bá ca, thực ra ngươi cũng không chắc chắn việc về kinh sẽ thành công, vậy chi bằng an toàn hơn, ngươi để Tiêu Truy ở lại.
Nếu có ngày nào đó nhà họ Tiêu không còn, ta hứa sẽ sinh một đứa mang họ Tiêu, thế nào? Người kiên định như hắn, lợi ích luôn có giá trị hơn tình cảm. Cô đang nói với hắn rằng cô là con đường dự phòng. Nhắm mắt suy nghĩ một lúc, hắn lại vung tay, những hán tử ngoài cửa lại lặng lẽ biến mất. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn cúi chào cô, vậy đệ đệ vô dụng này giao cho đệ tức. Chỉ là ta muốn thêm một điều kiện, nếu thực sự có ngày đó, ta sẽ cố gắng đưa Vân Nhi trở về, khi đó xin nhờ đệ tức chăm sóc. Ngươi xem, trên đời này người tốt xấu, thật khó nói. Tiêu Vân lại nán lại vài ngày trong núi, khi đi khóc đỏ cả mũi. Tâm trạng của Tiêu Truy cũng rất thấp, đó dù sao cũng là gia đình của hắn. Nhưng nhanh chóng hắn không còn tâm trí nghĩ những điều đó. Bụng cô lớn dần, gần một năm không thể vào núi, số bạc trong nhà phải tính toán từng chút một. Hắn chỉ có thể càng chăm chỉ thu thập thảo dược. Tiêu Sách đã nói hắn sẽ không giúp bọn cô, chỉ khi bọn cô tự lực cánh sinh mới có tư cách nói mình có thể là con đường dự phòng của nhà họ Tiêu. Ngày tháng trôi qua bận rộn, không dễ dàng chút nào. Đôi khi cô muốn hỏi hắn có hối hận không, từ bỏ cuộc sống phú quý từ nhỏ, cùng cô nuôi nấng một đứa trẻ mang họ Thẩm. Nhưng vào ngày đầy tháng của Thẩm Triều Dương, hắn uống chút rượu, ôm cô vừa khóc vừa cười nói, Thẩm Tú, thật tốt, chúng ta có thể tự mình nuôi lớn đứa trẻ này, cảm ơn nàng, cảm ơn các ngươi cần ta. Khoảnh khắc đó cô chợt hiểu, hắn đã cho cô sự ấm áp của gia đình, cô đã cho hắn sự khẳng định và quan tâm mà từ nhỏ hắn chưa từng nhận được, bọn cô là đôi trời sinh đất tạo. Trong nhiều năm sau, bọn cô sẽ luôn nắm tay nhau bước đi như vậy. Oh,